Xin chào các anh chị, xin chào. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video bài học này là bài học nối tiếp của bài học trước liên quan đến xây dựng thương hiệu cá nhân. Thế thì bài học này là làm thế nào để các bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook được? Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì? Thế thì cũng giống như hàng hóa hoặc là cũng giống như là nhãn hiệu, cũng như giống như là doanh nghiệp. Thì hiện nay các cái cá nhân ở trên mạng người ta cũng có thương hiệu và người ta gọi là nhân hiệu, tiếng Anh gọi là personal brand name. Thế thì nhân hiệu ở đây có nghĩa là cái thương hiệu của người đấy nổi tiếng như thế nào. Các bạn có thể hiểu đấy là như là Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá, đúng không ạ? Và kênh Instagram của anh ta có hơn 100 triệu lượt theo dõi. Và anh ta kiếm rất là nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Hay là cô út của nhà Kalisa gì đó, đúng không ạ? Jenny Keller, đây là một cô gái mới khoảng 22 tuổi thôi. Cũng hơn 100 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Và bây giờ cô ta có cái thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Và cô ta bán sản phẩm rất là tốt. Và năm ngoái thì cô ta đã bán 50% cổ đông cổ phần của mình cho một công ty về mỹ phẩm và thu về 600 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên đấy là nước Mỹ xa xôi. Thế còn ở Việt Nam thì sao, đúng không ạ? Các ngôi sao showbiz, rồi các ngôi sao truyền hình, rồi thì biên tập viên truyền hình, hoặc là những người nổi tiếng Facebooker, YouTuber ở trên mạng thì cũng có cơ hội kiếm được tiền nhờ livestream, nhờ bán hàng, nhờ quảng cáo, nhờ đi dự sự kiện, vân vân, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Thế thì thương hiệu cá nhân là gì và làm thế nào để xây dựng? Thế thì chúng ta cần phải xác định xem là chúng ta bán hàng, chúng ta kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì, thì chúng ta muốn trở thành ai và như thế nào. Thí dụ như là bây giờ các bạn làm spa thì các bạn phải định nghĩa mình trở thành một cái chuyên gia làm đẹp, một cái chuyên gia tư vấn làm đẹp, hoặc là một cái stylist làm cho cuộc sống của khách hàng đẹp hơn, đúng không ạ? Hay là phù thủy phun xăm, hay là phù thủy phun môi, hay là phù thủy thêu mày, vân vân. Hay là bác sĩ tài hoa, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ XYZ kiểu như vậy. Thì chúng ta dựa trên nghề nghiệp, chúng ta dựa trên sản phẩm, chúng ta dựa trên dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp cho khách hàng để chúng ta có thể định nghĩa. Chúng ta dựa trên tài năng, chúng ta dựa trên những cái chúng ta đang có. Ví dụ như tôi thì tôi đang cố gắng xây dựng thương hiệu của tôi là một chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam. Trong 10 năm trở lại đây thì tôi đã đều xây dựng cái thương hiệu của tôi theo một cái hình ảnh, theo một cái lối tư duy như vậy. Đó. Thế thì là một cái vũ khí cũng rất là quan trọng để cạnh tranh với các cái người bán khác. Và cũng là một cái vũ khí mà để thu hút các khách hàng đến với mình khi mình có thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cần phải định vị. Định vị ở đây là định vị cao hay là vừa hay thấp. Chúng ta định vị chúng ta là bán cái sản phẩm và dịch vụ gì, cái mức độ uy tín của chúng ta đến đâu. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ làm. Và làm thế nào để chúng ta xây dựng được thương hiệu cá nhân? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có hệ sinh thái các công cụ. Các công cụ thì có Facebook, có fanpage, có hội nhóm, có livestream, có Instagram, rồi thì có Zalo, có website cá nhân, có YouTube, có TikTok. Đấy là những công cụ mà các bạn có thể làm. Và trả lời cho câu hỏi là khách hàng sẽ nghĩ gì về bạn? Bạn muốn khách hàng nhìn thấy điều gì, cảm thấy điều gì, đánh giá điều gì về bạn thì bạn phải thể hiện ra, đúng không ạ? Bạn phải thể hiện ra. Ví dụ như là bạn là chuyên gia làm đẹp, hay là bạn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, hay là bạn là bác sĩ bệnh viện từ dũ, hay là bạn là chuyên gia marketing, hay là bạn là giảng viên chuyên về tư vấn về tài chính, hay là bạn là Facebooker, hay là bạn là một cái người mà chuyên chạy quảng cáo, vân vân. Thì đấy là những cái mà các bạn cần phải định nghĩa. Hãy tìm kiếm cho mình một vài những cái hình ảnh, một cái định vị, một cái thông điệp, định vị thích hợp, một cái slogan cho mình để mình đưa lên trên cái Facebook, đúng không? Mình sẽ có ảnh bìa này, mình sẽ có ảnh đại diện này, mình sẽ có những cái câu khẩu hiệu này, mình có những cái thông tin này, có gu, có phong cách riêng, có ngôn từ, có những cái chủ đề mình viết bài nó cũng sẽ tập trung, mình sẽ không lan man viết quá nhiều các chủ đề khác. Và những cái chủ đề của mình thì phải có trả lời cho câu hỏi là nó phục vụ cho cái mục đích gì của mình trong cái quá trình mà mình đang xây dựng thương hiệu, đúng không? Các cái phong cách, hình ảnh. Thí dụ như có những người ta không có cái định hướng này, ta cái chụp bừa phứa người ta đưa lên thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là không nên. Chúng ta sẽ đưa các hình ảnh, đưa các video, đưa các bài viết lên một cách có chọn lọc và trả lời cho câu hỏi là ai là người xem, ai là độc giả,
và người ta, cái bài viết, cái hình ảnh nó tác động như thế nào đến não người ta, người ta yêu mình, người ta thích mình, người ta cảm thấy đánh giá cao về mình, hay là người ta chỉ thấy là ồ đây là một cái người mà vớ vẩn ba lăng nhăng linh ta linh tinh ở trên mạng thôi, đúng không? Đấy, chúng ta cũng thường xuyên chia sẻ các bài viết, chia sẻ các quan điểm cá nhân, phản biện có tri thức, tham gia vào những cái bình luận của các cái người khác, của các khách hàng, của các chuyên gia, tạo dựng những cái hình ảnh tốt. Ví dụ như là mình có thể đi với người nổi tiếng, hay là mình đi với những cái người mà có quyền cao chức trọng, hay là mình có thể đi với những người mà pháp quyền rất là cao. Ví dụ như là bây giờ tôi xuất hiện cùng với một trụ trì của một chùa rất là lớn, đúng không ạ? Thì tự dưng những người khác người ta sẽ nhìn tôi với một cái ánh mắt rất là tích cực. Ý tôi là như vậy. Chúng ta tránh những cái nội dung câu like rẻ tiền và làm ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta, giật tít gây sốc. Chúng ta có thể có những cái cách viết dí dỏm, hay hài, lạ, sáng tạo, crazy một chút, nhưng mà dứt khoát không phải là thiếu tích cực, nhảm nhí, ba lăng nhăng, đúng không? Vâng, thế rồi thì chúng ta cũng sắp xếp các cái thông điệp, các cái hình ảnh, các cái video ở trên kênh Facebook cá nhân, hay là group, hay là fanpage của mình một cách rất là ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng cần phải làm thường xuyên bằng cách là đăng bài, phải cam kết cho mình những cái nội dung phải đăng, dành thời gian cho nó mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng, suy nghĩ về các chủ đề để mình viết, mình chụp, mình làm video, mình đăng lên trên cái kênh Facebook và các cái hệ sinh thái xây dựng thương hiệu của mình một cách đều đặn. Có thể một ngày một bài, có thể một ngày hai bài, có thể hai ngày một bài, không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn phải thường xuyên, liên tục, đều đặn. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ các bạn rất là quan trọng. Và các bạn nên xây dựng cho tôi một cái bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu này nó giống như là cái nhận diện thương hiệu của các hàng hóa thôi, đúng không? Đây ví dụ như là các bạn nhìn thấy là quả táo apple này, đúng không? Đây cũng quả táo apple này. Đấy thì mình nhìn thấy một cái dấu gì đó thì cũng nhận ra đây là Phan Anh, hay cái khuôn mặt, hay là cái quần, cái áo, hay cái phong cách của mình. Mình nhìn phát mình biết đấy là Phan Anh. Cái cách nói, cái lời nói, rồi cái văn phong mình cũng biết đấy là Phan Anh. Đấy chính là cái nhận diện thương hiệu mà các bạn nên quan tâm và các bạn nên có nhá. Gồm có logo, biểu tượng, slogan. Đó, chúng ta sẽ làm chuẩn trên Facebook, trên Zalo, trên YouTube, hay là trên các cái website cá nhân của chúng ta nữa. Các bước để xây dựng thương hiệu thì nó gồm có 8 bước theo chuẩn quốc tế như sau. Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập mục tiêu, tức là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta đang muốn là xây dựng thương hiệu như thế nào, trở thành ai, người ta cảm nhận về chúng ta như thế nào, vân vân. Chúng ta viết ra có những cái lợi thế gì, chúng ta viết ra và chúng ta sẽ làm thế nào để đạt được, thì chúng ta phải đặt các mục tiêu rất là rõ ràng ra. Thí dụ như là kênh YouTube thì bây giờ một tuần phải có bao nhiêu video, nội dung là gì, website thì có bao nhiêu bài, tăng được lượt truy cập, Facebook cũng như vậy, tăng được bao nhiêu bạn, rồi thì viết được bao nhiêu bài, đăng được bao nhiêu bài, tỷ lệ comment bình luận ra sao. Đấy, thứ hai, bước số 2 là chúng ta cần phải xác định những cái giá trị riêng của chúng ta, đúng không? Xác định các giá trị riêng là như thế nào? Tức là mình phải có cái sự khác biệt, mình phải có phong cách, mình phải có gu, mình phải có hình ảnh, mình phải thu hút hấp dẫn để người ta vào, người ta không thể rời chúng ta được từ cái lời ăn, tiếng nói, cái hình ảnh, cái video chúng ta đăng. Đấy, đúng không? Làm sao cuốn hút, làm sao mà người ta phải tham gia vào bình luận cùng với mình. Chúng ta đặt những cái câu hỏi mở, chúng ta thể hiện cái quan điểm của chúng ta rất là mạnh mẽ lên, đúng không? Bước số 3 là chúng ta cần phải xác định các cái điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta để chúng ta khai thác điểm mạnh và giảm bớt các điểm yếu đi. Các cái sự khác biệt của chúng ta, ví dụ như chúng ta có điểm mạnh về nghề nghiệp, về tài năng, về âm nhạc, về phim ảnh, hay là về những cái bí quyết của cái ngành nghề mà chúng ta đang làm. Thí dụ như tôi là tôi có bí quyết về kinh doanh marketing quảng cáo rất là mạnh, thì tôi cứ khai thác thì nó sẽ không bị sợ, bị nghèo, bị mòn. Chứ bây giờ bảo tôi viết thơ, viết văn thì nghe chừng sẽ rất là khó, đúng không? Hay bảo tôi hát thì nó sẽ không phải là một lợi thế. Nhưng bảo tôi nói, hay là bảo tôi thuyết trình, hay là bảo tôi mà viết sách thì rõ ràng đấy là lợi thế. Hay bảo tôi tư vấn nói chuyện với các bạn thì đấy là một lợi thế. Và luôn luôn có những cái cá tính, có những quan điểm sống rất là riêng của mình để thu hút được khách hàng của mình. Đấy chưa? Bước số 4 là chúng ta phải xác định được bản sắc của chúng ta. Có cái tôi, cái bản ngã. Nhưng mà cái tôi, cái bản ngã quan trọng nhất là nó phải là chính mình. Mình không thể là lên trên mạng mình ảo, mình sống ảo được. Phải là chính mình nhưng mà trở nên tốt hơn, đẹp hơn và nhận được những cái sai lầm của mình để mình sửa đi. Đúng không ạ? Tôi đã nói rồi đấy, nhân vô thập toàn.
Mà nếu mà chúng ta xây dựng thương hiệu mà chúng ta sống ảo, chúng ta gồng mình lên thì rất là khó, đúng không ạ? Có những người mà người ta lúc nào cũng tỏ ra là người ta thành công, thành đạt, giàu có, nhưng thực tế là kinh doanh thua lỗ, thì người ta lúc nào cũng gồng lên, hay là người ta lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, nhưng mà trong đầu người ta thì đầy những cái từ ngữ bậy bạ hay là những cái thói quen tật xấu chẳng hạn, thì rồi sẽ nó cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Thì quan trọng nhất là nó phải là chính mình, và tốt hơn, học hỏi nhiều hơn. Và thực sự là mỗi một thời gian, 1 năm, 2 năm trôi qua là chúng ta có những cái sự phát triển về bản thân, về trình độ, về kỹ năng, về mối quan hệ, vân vân, và khả năng kiếm tiền, đúng không ạ? Và bước số 5 thì chúng ta xác định là phong cách và cái lời hứa về thương hiệu của chúng ta. Đấy, cái phong cách, lời hứa của thương hiệu tức là nó không được rời xa các giá trị đó. Các giá trị của chúng ta đưa ra là cái gì? Ví dụ như là tôi sẽ sống sạch, tôi sẽ sống đẹp, tôi sẽ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, tôi sẽ trở thành chuyên gia về về sắc đẹp, tôi sẽ trở thành người tư vấn về cho những người phụ nữ trở nên hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Tự lập về tài chính, có cơ thể đẹp, có tâm hồn đẹp, có sức khỏe, vân vân, kiểu như thế. Thì rõ ràng là bạn bán quần áo cũng thành công, bán mỹ phẩm cũng thành công, bán đồ ăn cũng thành công, bạn làm spa làm đẹp cũng thành công, whatever, đều thành công hết. Bước số 6 là cam kết hình ảnh, tức là tất cả các hình ảnh mình đưa lên, các video, các nội dung mình đưa lên, xuất hiện là đều phải có mục đích, đều phải có tính toán và đều phải có chọn lọc. Đấy là điều mà tôi muốn nói nhá. Nó phải có thông điệp xuyên suốt và rõ ràng, chứ không phải nay thì trông thế này, mai thì trông thế khác. Hôm nay chụp hình ảnh rất là nữ sinh ngây thơ, nhưng ngày mai lại có một cái hình ảnh hở hang xốc xếch, thì rõ ràng là chúng ta rất là khó để nhấn mạnh được. Chúng ta có thể theo đuổi những cái phong cách nào đó, nhưng mà nên rõ rệt, đúng không ạ? Và xác định các cái yếu tố đòn bẩy hỗ trợ cho thương hiệu, như là báo chí, như là hình ảnh, màu sắc, ngôn từ, hệ sinh thái, rồi thì mua cả những cái bài PR báo chí vân vân, xuất bản các ấn phẩm sách, tạp chí vân vân. Đấy, để làm thương hiệu cho chính mình. Và bước cuối cùng là hãy kể câu chuyện của chính mình đã khởi nghiệp như thế nào, mình đã thành công như thế nào, mình đã thất bại như thế nào, mình đã đau đớn ra sao, mình đã sai lầm như thế nào và mình đã vượt qua sai lầm như thế nào. Thì cái đấy là cái mà sẽ làm cho thương hiệu của bạn ngày càng trở nên rõ rệt và thành công hơn nữa, được chưa ạ? Vâng, thì tôi vừa trình bày với các bạn một số những cái kinh nghiệm mà để giúp các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn. Và từ cái thương hiệu cá nhân đấy là thu hút được lượng theo dõi, thu hút được cái hiểu biết của khách hàng về bạn, và họ sẽ tìm đến bạn để họ mua hàng, họ sẽ trở thành khách hàng của bạn và họ sẽ trải nghiệm cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Sau khi trải nghiệm xong thì họ sẽ trở nên yêu thích, họ sẽ trở nên thích thú, họ sẽ trở nên là đại sứ bán hàng cho bạn mà không cần phải trả phí. Tôi luôn nói với những người mà làm spa là một cái ví dụ, hãy nhớ rằng là bạn làm cho họ một cái mày hay một cái môi phun hay là thêu gì đó, đúng không ạ? Vâng, thế thì hãy nhớ rằng là với bạn nó có thể chỉ là 2-3 triệu đồng, nhưng với người ta nó chính là cả một khuôn mặt, có thể trị giá 200 triệu đồng. Một cái khuôn mặt và cái sự tự hào của người ta. Người ta như thế nào thì mình cũng thế, mà mình như thế nào thì người ta cũng thế. Đừng coi rằng đây là một cái tác phẩm 2 triệu đồng, mà hãy coi rằng đây, hãy nhớ rằng đây là khuôn mặt của người ta. Thế thì hãy làm cho thật đẹp, thật tâm huyết, đúng không ạ? Thật chi tiết tỉ mỉ thì họ đẹp hơn, họ rạng ngời hơn, họ cảm thấy được nhận được nhiều lời khen hơn, họ tự tin hơn, thì họ sẽ yêu mình, họ sẽ giới thiệu khách hàng cho mình, họ sẽ không ngại ngần cảm ơn mình, và họ sẽ giới thiệu, đúng không ạ? Và dần dần như thế, đó chính là thương hiệu của mình. Bác sĩ A, rồi thì giáo sư B, rồi thì kỹ sư C, rồi thì chuyên gia D, vân vân. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm, và lúc đó là khách hàng sẽ tự tìm đến chúng ta rất nhiều nhiều, và chúng ta sẽ có thu nhập tốt. Đấy, thương hiệu cá nhân bây giờ là một cái giai đoạn mà rất là quan trọng, không kém gì với thương hiệu hàng hóa đâu. Đấy, các cái CEO của các nước trên thế giới, người ta các cái thương hiệu mạnh trên thế giới, người ta xây dựng thương hiệu cá nhân rất là nhiều các bạn nhé. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và gặp lại anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.